lẹo lồi hay lõm lâu năm do nặng muộn, tai nạn, bỏng bô đều khỏi 98% nhờ mọt của hành tím. Chẳng hề tốn kém một chút nào, bạn sẽ tiếc hùi hụi vì bây giờ mới biết công thức trị sẹo siêu hiệu quả với hành tím đấy nhé. Sẹo là nỗi ám ảnh của phái đẹp bởi chúng khó điều trị hơn các vấn đề khác. Nhiều chị em đã chia ra một số tiền không nhỏ để mua thuốc hoặc đi spa nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn. Sẹo vẫn còn nguyên. Để tiết kiệm tối đa chi phí cũng như thời gian, công sức, bạn chỉ cần sử dụng vài củ hành tím sẵn có ở dưới bếp. Làm theo cách này là các khuyết điểm đó biến mất vĩnh viễn. Dù sẹo do tai nạn, bỏng bô, nặng mụn, mổ, v.v. cũng đều áp dụng thành công. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 5 củ hành tím, mật ong nguyên chất. Cách thực hiện: Bước 1. Bạn bóc sạch vỏ ngoài của củ hành tím, rửa lại với nước để làm hết bụi bẩn, đắp cát bám vào, đem băm nhỏ. Tiếp theo, bạn thêm vào một chút mật ong, trộn đều cho hỗn hợp đồng nhất. Bạn có thể cất hỗn hợp vào lọ sạch, đậy nắp và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, dùng dần trong một tuần. Bước 2. Để làm tăng hiệu quả trị sẹo, giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu, phát huy tối đa công dụng, thì bạn rửa sạch da nhằm loại bỏ phần nào bã nhờn, bụi bẩn, rồi nhúng khăn vào nước ấm, nóng, vắt ráo và đắp lên vùng da sẹo khoảng 30 giây. Lỗ chân lông giãn nở, kích thích tái tạo da và tăng cường lưu thông máu, từ đó đẩy nhanh tốc độ đạt được. Bước 3. Kế đến, bạn chấm tăm bông vào hỗn hợp, thoa đều lên da bị sẹo, đồng thời dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 2-3 phút, đợi khô lại thì làm lại lần nữa. Lưu ý là không bôi lên vết thương hở. Bước 4. Sau đó bạn lưu lại trên da thêm 15 phút nữa, cuối cùng rửa lại bằng nước ấm là xong. Áp dụng mỗi ngày đến khi các vết sẹo biến mất hoàn toàn. Để gia tăng tốc độ trị sẹo, bạn trích lấy dung dịch bên trong một viên nang vitamin E thoa lên ngay sau khi thực hiện xong. Công thức dùng hành chỉ sau thời gian rất ngắn là vết sẹo biến mất. Công dụng: theo đông y, hành tím có tính cay, có tác dụng lưu thông khí huyết, nhuận tràng, chữa viêm loét dạ dày, điều trị cảm lạnh, giải độc cho cơ thể rất tốt. Bên cạnh đó, chúng chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, E và hoạt chất quercetin, giúp trị vết thâm, sẹo lâu năm nhanh chóng. Chất quercetin có khả năng chống oxy hóa rất mạnh, trị mụn, làm mờ sẹo, đào thải tế bào chết và tái tạo da mới xuất sắc. Khi được kết hợp với mật ong sẽ giúp cung cấp độ ẩm, bổ sung vitamin hoàn hảo, cho bạn da luôn mềm mại, nhanh hồi phục và hạn chế được sự cay nóng của hành. Phương pháp này dùng được cho mọi bộ phận trên cơ thể. Nếu da bạn nhạy cảm thì chỉ chấm trực tiếp lên vết sẹo, tránh thoa sang vùng da lành khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sum, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sum là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sum là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên hoặc hơi có răng thưa, dài 8-20cm. Rộng 4-8cm. Lá sum thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sum. Quả sum thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông miệng, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sum non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chào. Quả sum cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sum để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sum là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sum, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa.
Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chóc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt, bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hướng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau, sưng đỏ đến đâu bôi đến đó, bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín, nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị say sát, đắp thuốc phải chừa chỗ say sát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím, thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu, nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen, nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Trĩ là căn bệnh thầm kín gây nên tình trạng phình tĩnh mạch ở xung quanh hậu môn. Bạn có nghĩ rằng có thể chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả được không? Nếu được thì nên lựa chọn phương pháp nào? Có rất nhiều cách chữa trị trĩ, nhưng cách chữa bệnh tại nhà được nhiều người lựa chọn vì nó giúp người bệnh tránh được tâm lý e ngại đối với căn bệnh khó nói này. Khi trĩ mới bắt đầu khởi phát hoặc còn ở giai đoạn nhẹ thì bạn vẫn có thể chữa trị tại nhà, vẫn cho hiệu quả mà không cần đến sự can thiệp quá nhiều của thuốc tây y hay phẫu thuật. Chỉ bằng những hành động đơn giản là giữ gìn vệ sinh vùng hậu môn thoáng mát sạch sẽ, chườm đá lạnh vào hậu môn hay tránh mang vác vật nặng, bạn cũng có thể đẩy lùi đáng kể tình trạng bệnh của mình. Bên cạnh những hành động thiết thực trên, bạn cũng có thể áp dụng một vài bài thuốc chữa bệnh trĩ từ dân gian để làm cho búi trĩ, như xông lá diếp cá hay đắp nước từ lá thiên lý non đều cho hiệu quả tốt lắm nhé. Chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. 1. Những việc bạn nên làm để đẩy lùi bệnh trĩ và ngăn ngừa nó tái phát. Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau khi đã tiện xong. Tốt nhất bạn không chỉ dùng giấy lau mà nên rửa sạch vùng hậu môn bằng nước ấm. Không nên dùng xà phòng có chứa chất thơm hoặc thuốc nhộn để rửa hậu môn. Để làm sạch vùng hậu môn, bạn nên nhẹ nhàng rửa chứ không được chà mạnh gây kích ứng vùng hậu môn và các búi trĩ làm cho nó bị sưng lên. Biện pháp này giúp tránh làm cho bệnh trĩ nội và trĩ ngoại thêm tồi tệ hơn. Khi bệnh trĩ gây ngứa và đau đớn, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau. Tắm ngồi trong bồn khoảng 15 phút với nước ấm, nhất là sau khi đi cầu để máu được lưu thông tốt với các tĩnh mạch trĩ. Chườm đá vào vùng hậu môn để giúp giảm đau và sưng tấy hậu môn. Mỗi lần thực hiện khoảng 10 phút, bạn có thể thực hiện nhiều lần trong ngày. Và sau mỗi lần chườm đá thì nên đắp khăn ấm lên vùng hậu môn. Sử dụng thêm một số loại thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ để làm giảm cơn đau và sưng tấy của búi trĩ. Khi ngủ hoặc nghỉ ngơi tại giường, bạn nên nằm nghiêng hoặc nằm sấp và kèm một cái gối dưới hông, giúp làm giảm áp lực cho các tĩnh mạch trĩ và giúp giảm sưng tấy. Nếu là thai phụ thì bạn nên nằm nghiêng để lưu thông máu tốt. Mặc quần thoáng mát, rộng rãi để tránh đái quần cọ và vùng hậu môn và búi trĩ. Không mang vác vật nặng hoặc ngồi lâu một chỗ sẽ làm tăng áp lực lên tĩnh mạch trĩ. Tránh ăn những thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, tiêu. 2. Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ. Ngoài những việc làm trên thì bạn có thể tự điều trị bệnh trĩ bằng một số bài thuốc dân gian dưới đây. Chữa bệnh bằng lá diếp cá.
Lá diếp cá có công dụng rất tốt với người mất trĩ. Bạn có thể sử dụng lá diếp cá để xông hay đắp búi trĩ đều tốt. Cách 1. Lá diếp cá rửa sạch, giã nát. Sau khi rửa sạch búi trĩ bằng nước muối pha loãng thì đắp bã rau diếp cá và búi trĩ và băng lại. Cách 2. Ngoài cách trên thì bạn có thể nấu nước diếp cá và xông búi trĩ khi nước còn nóng. Để đến khi nước nguội thì dùng nước này rửa sạch lại búi trĩ. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý non. Lá thiên lý non 100g, đem giã nhỏ với 10g muối ăn. Bạn cho thêm 300ml nước lọc và hỗn hợp trên, khuấy đều và lọc qua miếng vải mùn. Dùng nước này rửa búi trĩ, hạt thấm vào một cái bồng gạc và băng vào búi trĩ. Mỗi ngày bạn có thể làm 1 đến 2 lần. Sau vài ngày sẽ có kết quả tốt. Chữa bệnh trĩ bằng các bộ phận của cây sung. 1 đến 2 quả sung nấu lên hoặc ăn sống lúc bụng đói ngày 2 lần. Bạn có thể tăng gấp đôi liều lượng nếu bệnh nặng. Kết hợp biện pháp này với biện pháp bôi nhựa sung vào búi trĩ. Dùng lá sung nấu lấy nước và ngâm búi trĩ vào khi nước còn ấm. Sau đó rửa sạch lại và lau khô. Biện pháp này giúp tiêu thủng, giảm đau, thích hợp cho bệnh nhân trĩ bị sưng đau và ra máu. Trên đây tôi chỉ chia sẻ cho các bạn những cách trị bệnh trĩ tại nhà hiệu quả. Chúng ta có thể thấy rằng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa và chữa trị được nếu bạn biết cách và không chần chừ để tình trạng bệnh nặng thêm. Quý độc giả nếu có ý kiến đóng góp thêm về các phương pháp chữa bệnh trĩ tại nhà, xin để lại ý kiến trong phòng bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng quý từ cây tầm bốp. Tầm bốp là cây dài, mọc nhiều ở Việt Nam. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm mà không phải ai cũng biết. Cây tầm bốp còn gọi là cây lòng đèn hay cây thù lù canh. Tên khoa học là Physalis angulata, thuộc họ cà, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau trở thành liên nhiệt đới. Đặc điểm của cây tầm bốp: cây mọc hoang trên khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang, hai bên ven đường đi ở các làng quê. Cũng nhìn thấy cả ở ven rừng, từ vùng thấp đến vùng có độ cao từ 1.500m so với mặt nước biển. Là loại cây thảo, cao 50-90cm, nhiều cành. Thân cây có gốc, thường rũ xuống, lá mọc so le, hình bầu dục, chia thùy hoặc không. Dài 30-35mm, rộng 20-40mm, cuốn lá dài từ 15-30mm. Quả mọng tròn, nhẵn, lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ, có đài cùng lớn với quả. Đài 3-4cm, rộng 2cm, bao trùm trên ở ngoài như cái túi, hạt nhiều hình thận. Cây ra hoa kết quả quanh năm, có thể sử dụng cả cây để làm thuốc, có tên dược là Heather Physalis angulata. Công dụng và cách dùng. Đông y cho rằng toàn cây tầm bốp có vị đắng, tính mát, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, trị khái, nhiễm kiên tán kết. Quả tầm bốp có vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chữa trị các chứng bệnh như cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, nhiệt, non nấc. Đắp ngòi trị đinh sang, rễ tươi nấu với lợn tim và chu sa ăn trị bệnh đái tháo đường. Ở Ấn Độ, người ta còn sử dụng toàn cây tầm bốp làm thuốc lợi tiểu. Lá cây tầm bốp được sử dụng trị chứng rối loạn của dạ dày nên cũng có người ăn thay rau hàng ngày. Tuy hơi đắng nhưng vị thanh mát, lá cây tầm bốp có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh, luộc hay xào. Các bài thuốc từ cây tầm bốp: trị nhọt vú, đinh độc. Dùng 40-80g cây tươi, giã vắt lấy nước uống. Bã thì dùng đắp hoặc nấu nước rửa vết thương đau hàng ngày. Dùng trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm đặc, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đầu, bệnh tay chân miệng, cúm da cầm. Dùng 15-30g cây tầm bốp khô.
tươi từ 50 đến 100 g, sắc uống trong ngày, dùng 3 đến 5 ngày liền. Trị đái tháo đường. Rễ cây tàm bốt tươi 20 đến 30 g, nấu với tiềm lợn và chu sa. Cách một ngày dùng một lần, uống từ 5 đến 7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.